Chỉ còn khoảng 3 tuần nữa, hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao tại Moscow sẽ chính thức diễn ra. Và sáng nay, gần 20 đại diện của Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã họp gấp rút các công tác chuẩn bị cuối cùng cho sự kiện này. Tất cả các đơn vị lần lượt báo cáo Bộ Công Thương về công tác chuẩn bị, từ những khâu cơ bản như bày trí hội chợ, sắp xếp gian hàng cho đến vận chuyển hàng hóa, hỗ trợ phiên dịch. Trong đó, việc làm thế nào để đơn giản hóa hoạt động thanh toán giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Nga cũng là mối quan tâm chính của các đơn vị tổ chức. Chúng tôi đã đàm phán và được sự ủng hộ và hỗ trợ của Ngân hàng Trung ương, Ngân hàng Quốc gia. Thì để đảm bảo cái việc triển khai cái hoạt động thanh toán song phương, là hiện nay thì cái này nó là vướng mắc rất lớn, là một cái rào cản rất lớn trong cái quan hệ hợp tác thương mại. Hơn 160 doanh nghiệp ở khắp các vùng miền trên cả nước sẽ mang hàng hóa của mình sang hội chợ hàng Việt Nam Moscow. Không chỉ hội chợ mà các doanh nghiệp cũng sẽ tham gia một loạt các hoạt động hội thảo, đi khảo sát thực tế tại Nga. Vậy nên hội chợ lần này có ý nghĩa lớn, được kỳ vọng giúp quảng bá thương hiệu sản phẩm của Việt Nam. Hội chợ được tổ chức tại nước ngoài thì chúng ta đã tổ chức từ lâu, tổ chức nhiều và cũng tổ chức thường xuyên. Tuy nhiên với một cái hội chợ được tổ chức trong một tháng, tại một cái địa bàn như là Liên bang Nga thì đây là lần đầu tiên và chúng ta rất kỳ vọng là đối với thị trường Liên bang Nga, trước hết là một thị trường truyền thống và đây thực sự là một thị trường tiềm năng. Và hiện nay có thể nói là với cái hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam cũng đã mới ký kết với Liên minh Kinh tế Á-Âu, trong đó có Liên bang Nga, thì thực sự là có rất nhiều các cái thuận lợi cho các cái doanh nghiệp Việt Nam khi thâm nhập vào thị trường này. Với kỳ vọng sản lượng xuất nhập khẩu giữa hai nước sẽ tăng mạnh trong thời gian tới, có thể đạt từ 10 đến 12 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020, thì chuỗi sự kiện hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao lần này sẽ là một bước đệm quan trọng thúc đẩy cho giao thương giữa hai nước.